Xin chào quý vị tất cả khán giả của YouTube và Facebook. Lần trước có hứa là Ski Duy Thành và Cao Tiên trở lại sẽ chỉ cho quý vị cách đánh của E major pentatonic. Thì cái ngũng cung của trưởng, cái mà sợ hãi nhất của thầy Duy Thành, em có biết là ngày xưa khi mà nói đánh mi trưởng hay là la trưởng hay là cái gì mà trưởng, mình đưa cái đờn cho người khác đó, em chỉ giỏi về thứ thôi chứ anh đưa cho thằng bạn em đánh. Bây giờ nếu mình lỡ học thứ á thì đâu có ngờ là cái trưởng nó còn dễ hơn cái thứ nữa, nó chỉ có một hai câu bỏ vô thôi. Thầy cũng xin nói với em tại sao hỏi mỗi lần mà thầy quay YouTube tôi thấy đội nó không à, đâu còn gì khác nữa. Bữa nay tụi trang điểm nó đi chơi hết rồi, coi nè, cái bình này là bình xịt tóc mà giờ tóc không có dựng mà phải xịt keo mà giờ nó bỏ đi chơi hết. Mà New York tiên biết New York giờ đâm đá nó đâu có bay gì được đâu, thì còn có hai thầy trò quay à. Thầy hỏi thầy chứ, ủa sao thầy Duy Thành mà thấy mỗi trong cái video sao ổng toàn là đội nón, trời ơi thầy đâu có tóc đâu, bây giờ thử mở ra thầy không có tóc mà xịt keo nữa mà tụi nó đi hết đai trang điểm, chẳng lẽ bây giờ muốn thấy đầu của thầy cho thấy cái đầu nè, đó là mới cạo đó. Rồi bây giờ vô cái bài ngày hôm nay cho thầy đổi cái nón. Bài hôm nay Cao Tiên và mọi người sẽ học cái bài Mùa Thu Cho Em, nhạc và lời của Ngô Thị Miên, Thị Anh. Thầy nghĩ Thụy Miên là đàn ông, Thị Anh là đàn bà, hai vợ chồng rồi, hoặc là hai anh em hoặc cái gì, rõ ràng thầy không biết, nhưng cái bài này rất là nổi tiếng. Em có nghe mùa thu mưa răng lá đổ, em có nghe nai vàng hàng cúc điệu đường, và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, em có nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Đó, mình chỉ bỏ một câu chút xíu cái lái của các em mi trưởng vô. Thì ngày hôm nay mình sẽ học 4 câu. Cần dưới từ phím số 9 trở đi nó có 2 câu và cần trên nó có 2 câu. Bây giờ cái câu đầu tiên của mình sẽ vô là câu này. Bậc thứ 9 ngay cái chấm. Thì sẽ đánh cái câu đầu tiên cho các em thấy là ngay cái chấm dây số 4 nha, dây thứ tư của mình dây số 4. Ngay cái chấm của bậc thứ 9 star một cái nốt đầu tiên, câu này câu dễ nhất. Rồi khi đó bắt đầu mình nhắc cái câu đầu 3-4 nốt. Một lần nữa câu dễ. Câu khó. Rồi bao nhiêu đó mình là đặng thời mình sẽ đem được. Thì khi câu người ta nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Đó. Rồi bây giờ cái người dân da mạo bên Mỹ họ có một cái system họ làm cho buồn não nổ. Thì những cái nốt đó mình sẽ nhấn mình bên bằng cách này. Cũng một cái câu hồi nãy quý vị đã lấy đi qua, thì mình sửa câu đó lại, bên nó lên, trả lại nó. Giờ mình apply câu đó vô cái bài nhạc. Và em có nghe thì còn một câu nữa là nó đi cái phần ở trên. Phần ở trên á thì của mình, tại vì mình biết trong Mùa Thu Cho Em thì có bốn thăng cái là mi trưởng, 3 thăng là la trưởng, 2 thăng á là rê trưởng, 0 thăng không giảm là đô trưởng. 4 thăng hầu như là khó nhất cho những người đánh bên nền guitar. Chính vì lý do đó mình cần biết có những cái nốt nào là nốt trưởng. Thì có đô thăng, rê thăng, pha thăng và son thăng. Thì ở cần trên của em sẽ đánh như vậy: mi, pha thăng, son thăng,
Câu đầu tiên của mình á, nói mình sẽ đi qua rồi cái cầm dưới nữa, mình sẽ đi qua được cầm dưới là mình đi qua được cái nốt này, slide xuống. Giờ đánh nguyên từ cầm trướng chạy xuống hết phím luôn. Thì khi mà đánh là được thì mình apply vô cái bài. Nếu mà trường hợp mình không thích cầm dưới, mình đang hát không thích nữa, thì mình bỏ cầm trên cũng rất là nice. Và em có nghe thì mùa thu tới, mãi anh mang tình yêu tới. Em có nghe nghe buồn thu nói mình yêu nhau nhé. Đó là cái câu mình có thể bỏ vô, hoặc là câu này hai cầm trên và cái position của cầm dưới đây, những nốt mình cầm. Thì bây giờ thầy sẽ nói cái cuối cùng của mình ở dưới cái mi trưởng, từ cái bậc số 9 cho đến 12 thì nó còn hai cái này nữa. Đó, mình còn cái đó nữa để mình finish luôn. Hồi nãy mình có đây rồi, rồi mình chạy xuống luôn. Rồi, bắt đầu bản tình cái phím thứ 9 về thứ 2, ngay cái dấu chấm đầu tiên, rồi chạy xuống bằng ngón út 12, chính lại ngón số 1, 12 lại. Nếu mà ăn gian thì bỏ bớt nốt này cũng được. Giờ mình cầm đít lại. Cầm ba hai cái này chung. Rồi, bây giờ cầm bài 4 câu này chung với cái giọng nhạc. Của cái keyboard vô một câu luôn cho xuống luôn, rồi chạy xuống bậc thứ 9 luôn, rồi chạy xuống bậc thứ của dây số 1, rồi bây giờ em sẽ đánh chung với cái bát rác của cái keyboard. Thank you.
mình mua cái này lên phím 12 thì nó ra lại bật trưởng. Là nó muốn biết các trưởng cái thứ thì mình là lấy theo đó. Thì cái bài nhạc này nó trị gì nó nằm trong cung trưởng. Bây giờ em có thể đánh lót giùm cho thầy cái keyboard mùa thu cho em nha. Rồi.